một trong những vườn lan lớn nhất khu vực miền Nam riêng về chớp. Chung chớp mình cũng đa dạng lắm chị. Dạ. Đa dạng mặt hoa thì dạ, giống thì có Susan đỏ tím, hồng sắc pháo, vàng đỏ xưa thì nó tính giống từ cây từ vài trăm ngàn đến vài cây này là từ tuổi nó khoảng hơn nửa năm. Để hình thành cái cây này không là hết 3 tháng rồi, 4-5 triệu thôi. Nhưng mà có hoa mình có thể bán 6-7 triệu. Cam vàng rất là sáng à. Rồi, ví dụ cây cam như này giá thị trường anh em đang bán từ 600-800 ngàn một cm đó. 600-800 ngàn một cm. Mình chào cô chú anh chị, hiện tại em đang đi tới một vườn lan chớp rất là lớn ở khu vực miền Nam luôn nha cả nhà. Vườn lan này đang nắm những cây chớp khủng nha anh chị, rất là nhiều luôn, và những cây chớp đang có giá trị nhất ở trên thị trường. Hôm nay thì em giới thiệu cô chú anh chị mình đi để cô chú anh chị mình tham quan và biết thêm nhiều mặt hoa chớp nữa, và những cây chớp đang trồng rất là mập luôn và có rất là nhiều giống luôn. Hôm nay cùng đi với em nha cả nhà. Đây, bước vào là một cái khung viên rất là lớn luôn, có một cái dàn hệ thứ tự động luôn, theo giờ luôn, có quạt gió luôn. Nhìn cái cảnh quan mình nhìn chung là một cái khu vườn vừa thoáng vừa sạch, mà nhìn vô có một cái cảm giác rất là tuyệt vời đúng không cả nhà. Hai bên là kiếm và khi mình vô là đập vào mắt một cây kogi quá đẹp, một cái tác phẩm trồng. Anh chị nhìn cái chân nè, đó, rất là đẹp luôn đúng không cả nhà. Bây giờ đang là mùa hoa luôn, đang chuẩn bị hoa. Lúc này thì em quay chưa có nở, chắc sắp tới là nở rất là đẹp, nhưng mà chưa, chắc không có cơ hội đâu. Cô chú anh chị tới khúc này thì cả nhà có thấy là cái cảnh quan này có quen không? Cả nhà có biết đây là đâu không? Chút xíu nữa em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình là có cây gì và chủ nhân vườn này là ai nha cả nhà. Cả nhà có thắc mắc không? Nếu thắc mắc thì xem hết cái video này, em sẽ giới thiệu với cô chú anh chị mình từng loại lan nè, rồi em quay ở khu vực ở đâu, mà vườn lan này là vườn lan nào mà lớn nhất ở miền Nam và sở hữu những cây VIP. Cùng xem hết video này nha cả nhà. Đó, bây giờ mình tiến tới hai bên nè cả nhà, thấy không? Đây là những cây vàng đỏ quá trời đẹp luôn. Đây là những hoa nè, rồi nụ nè cả nhà, nhìn rất là mê luôn. Cây con trồng rất là mập luôn. Và cô chú anh chị mình để ý luôn luôn có phần bỏ gốc. Cái video này cô chú anh chị mình quan tâm để ý giùm em, mỗi cây lan đều có túi phân bỏ gốc và có cả phân chì nữa. Đó, khi mình trồng những cái dòng lan có giá trị, thường thì mình có đầy đủ phân thì cây nó sẽ rất là mập như thế này. Thứ nhất là phải có phân bón lá, thứ hai là phải có phân bón gốc rất là nhiều luôn. Màu ha cả nhà, không chỉ một loại đâu mà còn rất là nhiều loại nữa. Cả nhà cùng đi theo em. Và đây, đập vào mắt mình, anh đang nói chuyện đó là idol ở Cần Thơ. Anh ấy là Khương Quyền, nhìn gương mặt rất là quen đúng không cả nhà. Tự nhiên bữa nay đi vào anh em không có hẹn luôn mà gặp nhau luôn. Và đó là hoa lan Khang Nhi. Đó, bây giờ mình sẽ đi thẳng vào hướng này. Đây là cây tôm chớp, quá đẹp cả nhà ơi. Và tiếp tục đây là một màu sắc vàng đỏ nữa, không tưởng tượng được. Bây giờ mình sẽ đi vào một cái lối này nữa, là hoa tôi nói rực rỡ luôn nha. Cả nhà nhìn là say mê luôn. Nguyên cái vườn này tất cả đều là hoa chớp hết luôn. Em là em nói là em nhìn là em lớp luôn. Thứ nhất là lớp về hoa nè, thứ như hai nữa là màu sắc quá đẹp. Và những cây này chăm quá khủng, chút nữa chủ nhân vườn này sẽ lộ diện. Là cả nhà nhìn giống như là cái hơi của anh ấy đi qua, nó ngửi được và nó bự y chang ảnh vậy luôn đó. Đây cả nhà thấy không, cây tôm mà chăm đạt cỡ này luôn nè cả nhà. Dòng này đáng được sở hữu, và hiện tại thì năm 2023 này giá đang rất là mềm. Cả nhà sở hữu tôm chớp chơi, thứ nhất là lá đẹp nè, thân đẹp nè, hoa lại đẹp nữa. Dòng này sở hữu không tiếc tiền nha. Tiếp tục nữa là một cây nữa. Cây này là cây cô vô te lộn xộn, quá đẹp luôn cả nhà. Mặt hoa nè, nhìn rực rỡ luôn, quá đẹp cả nhà ơi. Còn một cây này nữa, nhìn say mê luôn cả nhà. Cây này là cây đỏ đế dương nha cả nhà. Ồ, quá trời đẹp. Đây là một cây cờ đỏ ba biên, nhìn mê mắt luôn. Cả nhà xem hết cái video này, em sẽ giới thiệu từng loại cho cả nhà. Phát hiện một cây đen bên kia nhìn tuyệt vời quá. Cây này thôi thôi cái màu của nó, nhìn cái là bánh xe đang chạy tốc độ cao mà phải thắng lớp bánh lại, mà nhìn luôn cái màu nó nè, không tưởng tượng được. Cây này là cây đại long Kiên Giang, thắng xe là cái ghét. Để làm gì, ngắm cái mặt hoa rồi. Đẹp quá trời đẹp luôn. Trời ơi, không tưởng tượng được. Và đi dài tới nữa cả nhà. Cả nhà thấy đây là một cái vàng. Cái vàng này cô chú anh chị mình có thể áp dụng theo khi mình chơi lan á. Mình tạo một cái khuôn viên nhỏ
cả nhà mình làm như thế này được nè. Em thấy làm như vậy, thứ nhất là nhìn nó đẹp, thứ hai nữa là nhìn nó rất là thoáng và sạch, để dành cho mình khi mình chơi á, khuôn viên của mình á, mình làm cái khoảng bao nhiêu đây thôi, bề ngang này tầm khoảng 1m đến 1m2 á, bề ngang này khoảng 1m2, rồi chạy dài thì cái diện tích của mình bao nhiêu thì mình chạy dài bấy nhiêu, và mình kê một cái vỉ lên, thế là xong. Một cái dàn lan rất là sạch đẹp luôn cả nhà đó. Rồi mình để chậu lan, đây là những chậu lan nhỏ nhưng mà mình để tác phẩm vẫn được nha, đẹp, em thấy rất là đẹp. Và anh chị thấy nè, những cây này quá trời đẹp. Đây là mặt hoa của em khu này, để theo luống á cả nhà. Ở đây phân biệt để theo từng luống như vậy là từng loại. Và đây, đập vào mắt của cả nhà mình là một màu cam sẹt sẹt sẹt, rất là đỏ luôn. Nó tên là cam DT, giá trị là tầm khoảng là một chậu một cộng như thế này là tầm khoảng độ từ 10 triệu. 10 triệu chứ trên 10 triệu tùy vào kích cỡ của cây, đẹp xấu nữa nha cả nhà. Đó, cả nhà ngắm mặt hoa, ta nói chữ nhìn lết luôn đúng không cả nhà. Đó, cái màu này nè, cưng xỉu lên xỉu xuống luôn. Và những cây này rất là mập luôn cả nhà. Đây, riêng cái dòng này đáng được sở hữu. Cái thân nó là ta nói như một cây mía luôn. Và tiếp tục nữa là một dòng lan đang có giá trị ở trên thị trường và nhiều anh em đang săn đón. Nhưng mà hiện tại thì anh em nào ta nói kinh tế rủng rỉnh thì mới có tiền sở hữu, chứ kinh tế mà yếu yếu pin thì ta nói hơi bị yếu máu. Đây là cây thiên long, giá trị một cây một cậu như thế này, một sen bây giờ là 2 triệu, một chậu như thế này là phải giá từ trên 10 triệu, mà không biết là 11 hay là 19 gì luôn nha cô chú anh chị. Tại vì hiện tại tính sen, sen của nó là 2 triệu đó. Thiên long, mặt hoa nè anh chị, nhìn đẹp xỉu luôn. Cây này quá đẹp cả nhà. Và giống này cả nhà xem, rất là mập luôn cả nhà, đáng được sở hữu và sưu tầm. Nếu mình mà có kinh tế mình nên sở hữu. Thứ nhất là chơi thân, thủ, lá, màu sắc quá tuyệt vời cả nhà ơi. Với lại dòng này á, thị trường bây giờ chưa có nhiều, mà cái giống này em thấy rất là ưng luôn. Kinh tế mình nói về cái giá thì nó còn hơi cao một chút xíu thôi. Và đây là một mặt hoa Burana Lữ Du, quá đẹp cho một màu sắc. Và thân thủ của nó cũng rất là mập luôn. Vườn này chăm cây rất là đạt nha anh chị. Riêng em thì chấm như này, trên cả 10 điểm. Chăm cây rất là đạt luôn. Cây này nè anh chị, cái thân đầu nó rất là ốm luôn, và chăm cây rất là mập luôn nè, nhìn ghiền luôn. Và một mặt hoa ta nói nhìn lết tiếp tục. Không biết là bữa nay em quay video này em lết bao nhiêu lần nữa cả nhà ơi. Đại bàn lửa, xoay một cái đi cả nhà, ngắm cái bông hoa nó mới. Chứ bông hoa kia thì nó muốn tàn rồi. Đúng chuẩn luôn, đại bàn lửa luôn cả nhà. Một cái đường nét không chê vào đâu được, quá đẹp luôn cả nhà ơi. Và tiếp tục nữa là một cây phụng hoàng lửa chớp nghịch. Đây, mặt hoa của em nó cưng xỉu luôn. Hoa này sắp tàn rồi, chứ nếu như mà hoa nó mới nở, chưa có sắp tàn, ở độ chung chung á, cái màu sắc nó sẽ rất là tươi luôn. Và một cây nữa là ta nói cây này là nhìn là mê luôn. Không biết nói cái dùng cái ngôn từ gì nữa. Mắt đen anh chị. Ôi ôi, tại sao lại sinh ra một cái lan đẹp và hoàn mỹ đến thế này. Cái màu này cực kỳ hiếm luôn. Đó, cả nhà. Chậu này là chủ nhân chưa ra nha anh chị. Chưa bán nha. Chưa báo giá luôn. Em cũng biết giá luôn. Chứ nhìn thấy quá đẹp. Màu hoa đẹp xuất sắc luôn. Và đây là một cây vàng đỏ chấp nghịch, quá đẹp luôn cả nhà. Cái màu nó rất là đậm luôn. Cái màu vàng đỏ nghịch thì nó đậm hơn cái màu vàng đỏ thuận, chấp thuận. Và cái độ sẹt của nó khác, cái màu sắc hoa của nó cũng khác luôn. Cái cánh này đang rất là căng bông. Cái bông của nó anh chị để ý không? Căng ra bông nhìn rất là to và đẹp luôn. Quá đẹp. Và đây là một cây chớp có màu sắc vàng đỏ nữa, nhưng mà nó có tên là Đại Long TNT. Riêng chậu này nếu anh chị muốn sở hữu là giá nó tầm khoảng gần 20 triệu. Nguyên với cái chậu này luôn, nhìn cũng đẹp đó. Đó, quá đẹp cả nhà ơi. Lại là một hoa chớp nữa nha. Cây này nhìn rất là đẹp luôn, mà mặt hoa nó rất là quen. Khi mình quay cận cảnh cả nhà thấy cái lưng ở phía sau nó màu vàng. Cả nhà biết nó từ cây nào ra chưa anh chị? Lô này cũng lại là lô sổ. Cây này là cây đỏ lưng vàng, còn gọi là có cái tên gọi là cây Samban Red. Rất là đẹp luôn. Giá nó cao gấp 10 lần cây lửa rồng luôn. Ghê vậy. Cả nhà ngắm mặt hoa, giá đang làm mưa làm gió luôn. Giá rất là cao luôn, tại vì dòng này không có nhiều nha cả nhà.
rất là ít luôn. Mà mặt hoa nè, cái cánh hoa nó cứng luôn á cả nhà, rất là độ bền. Cây này nếu mình chơi mà khai thác toàn diện luôn là phải trên 3 tháng mới tàn hoa. 3 tháng tới hơn 3 tháng. Quá trời đẹp một mặt hoa luôn. Thường mình hay gọi á, hoa lan đẹp hay gọi nó là đỏ lưng vàng đỏ, rất là đẹp. Veria. Em lại giới thiệu cô chú anh chị mình một mặt hoa chớp nữa nha cô chú anh chị có thể tham khảo từ kênh Hoa Lan Đẹp của em nha. Mình có thể vào trang của em và tham khảo những mặt hoa chớp để mình biết thêm. Bây giờ thì em lại giới thiệu cả nhà mình một mặt hoa nữa chớp màu cam, tên là cam danh trần, được gọi là cam đê tê đó cả nhà. Đây, mặt hoa rất là đẹp. Dòng này là thân thủ đáng được sở hữu nha. Giá trị của em ấy giờ cũng hơi bị cao á, chưa có mềm. Em thấy là cây thân thủ lá nè, rồi màu sắc hoa nè, rồi độ chớp cái lưỡi nè, chớp sâu luôn cả nhà. Một màu cam này luôn. Cây này độ bền hoa nếu mình chơi á, nếu mình chơi mà tầm khoảng gọi là để cho còn khai thác cây còn đẹp á, 3 tháng. 3 tháng mình cắt hoa thì nó vẫn không tàn đâu. Mình cắt sớm để mình dưỡng cây thôi á. Dòng này thì cái lá của nó nhìn rất là to, nhưng nếu mình trồng lâu cây nó mập dã man lắm. Đây, nếu mình trồng lâu thì cây nó mập như thế này. Đó, giá thành thì nó hơi cứng một chút xíu, nhưng mà được thân thủ lá, màu sắc hoa tuyệt vời. Cả nhà ơi, và anh đây là anh chủ vườn lan đã xuất hiện nha. Em anh ấy là ở Tây Ninh, idol của Tây Ninh luôn nha anh chị. Một trong những vườn lan lớn nhất khu vực miền Nam riêng về chớp. Hiện tại thì anh đang có những giống gì để anh chia sẻ với cô chú anh chị mình luôn nha. Hiện tại anh Quỳnh Vũ đang có giống gì? Nói chung chớp mình cũng đa dạng lắm chị. Dạ. Đa dạng mặt hoa, dạ, giống mặt thì hoa. Có Susan đỏ tím, hồng sắc pháo, các dòng cao cao tiền hơn như vàng đỏ xưa, cam, thiên long, lửa rồng. Nói chung cũng rất là đa dạng. Đa dạng nha, rất là nhiều nữa. Đúng không? Dạ. Đúng rồi, em đi thấy cái vườn quá lớn và có quá nhiều luôn. Thiên long thì giá dao động bây giờ thì tầm khoảng chung chung là khoảng nhiêu anh? Bây giờ giá cây đó hiện tại cũng giảm so với năm trước, bây giờ nó coi còn khoảng từ 1,8 triệu đến 2,5 triệu một sen, tùy theo cây nó tầm như nào, giai đoạn nào. Dạ. Ví dụ cây mới trồng thì có thể rẻ hơn, như cây đang có mầm hoặc là cây đẹp thì giá nó cao hơn. Giá cao hơn. Còn vàng đỏ xưa, hiện tại anh em đang quan tâm vàng đỏ xưa nhiều lắm á. Dạ. Em thấy vườn anh có quá nhiều luôn. Giá mình ra là tầm khoảng bao nhiêu? Dạ, vàng đỏ xưa thì nó tính giống từ cây từ vài trăm ngàn đến vài triệu. Ví dụ như vài trăm mấy ngàn chậu từ vài triệu. Mấy chậu tác phẩm như này thì nó sẽ cao. Tác phẩm này là nó to đúng không? Thứ nhất là nó cần thời gian. Cây này là từ tuổi nó khoảng hơn nửa năm. Để hình thành cái cây này không là hết 3 tháng rồi. 3 tháng có hết 3 tháng rưỡi. Dạ. Tính cây này là hay là hơn nửa năm rồi. Thời gian nó mình chăm sóc nó không bệnh tật, với cho hoa thì có thể tác phẩm của hoa bán cao hơn. Nếu mà bán cao hơn. Cây như vậy không hoa thì nó tầm khoảng 4-5 triệu thôi, nhưng mà có hoa mình có thể bán 6-7 triệu. Nói chung là giá nó cỡ một thân giống nó cỡ từ vài trăm ngàn đến 1 triệu mấy 2 triệu thôi, nó cũng không cao lắm. Không cao lắm. Ai cũng có thể chơi được. Còn lô cam ở dưới? Cam thì giá trị nó hiện tại giá trị nó còn cao hơn cây vàng đỏ xưa. Cao hơn cây vàng đỏ xưa. Cam thì hoa nó màu chớp nghịch, cam vàng, vàng rất là sáng. Rồi, ví dụ cây cam như này giá thị trường anh em đang bán từ 600 đến 800 ngàn một cm. 600 đến 800 ngàn một cm. Một cây tơ đẹp. Dạ. Còn ví dụ cây mà như xấu như vậy thì cây không được khỏe đó, thì giá thành có thể thấp hơn. Hoặc là các cây mà trồng lên tác phẩm thì giá nó cao hơn. Cao hơn đúng không? Nói chung là trồng dendro thì giá cao nhất vẫn là tác phẩm. Tại vì hoa nó có thể hoa đi hoa lại nhiều lần. Dạ. Ví dụ hoa xong rồi có thể hoa lại nữa. Mà hoa nó bền nữa. Một cái hoa mà đạt thì có thể được 1,5 tháng đến 2 tháng mới tàn. Như hoa này rất là lâu rồi, hoa này 2 tháng rồi. 2 tháng hả? Nhưng mà hoa này hoa lại 2 lần đây. Lần đầu tiên đây. Dạ. Ra lần thứ 2 đây. Nếu mình cắt ra đang chuẩn bị ra lần thứ 3 đây. Ra con nhú nụ đây. Rất là dễ hoa. Rất dễ hoa ha. Dòng này thì em thấy cam chăm, vườn anh chăm quá đạt. Cây mập không luôn á. Chung mình chịu khó tìm hiểu kiến thức giữa anh em bạn bè với lại trên mạng thì mình đúc kết lại mình trồng thì dễ thôi, chứ không thể nào mà vô bước vào mà trồng được hết, cũng phải trải qua thời gian. Và em thấy là vườn mình có một cái là luôn luôn có phân bổ gốc anh ha, có hữu cơ có vô cơ đầy đủ luôn đúng không? Có. Cái này bao lâu thì mình thay một lần? Phân vô cơ thì
chắc một năm 2-3 lần. Phân hữu cơ á. Dạ. Còn phân rải gốc thì mình tầm vài tháng rải một lần, mà rải ít thôi, đừng rải nhiều quá, rải vòng chậu đây, đừng rải vô gốc, phân vô cơ rất là nóng. Nếu mà vải thẳng vô rễ có thể gây cháy rễ. Gây cháy rễ đúng không? Phân nào bón cũng ok hết, miễn mình biết cách bón thôi. Dạ. Đừng bao giờ bón vô gốc là được rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn anh Bình Vũ nha. Cảm ơn chị. Chào cô chú anh chị. Dạ.